Sáng ngày 14 tháng 11, nữ ca sĩ Bích Phương đã chính thức nhận chiếc Mercedes-Benz S450L 2018 chính hãng từ tay đại diện của Mercedes-Benz. Số tiền mà nữ ca sĩ này phải bỏ ra để tậu chiếc sedan hạng sang này không được tiết lộ, tuy nhiên giá niêm yết của xe là 4,2 tỷ đồng. Mời các bạn cùng Auto Daily đi tìm hiểu xem chiếc S450L của ca sĩ bùa yêu này được sở hữu những trang bị gì. Chiếc xe của ca sĩ Bích Phương sở hữu ngoại thất màu xanh dương cực kỳ đẹp mắt. Mâm xe nguyên bản cũng được thay thế bằng loại của Mercedes-Benz Maybach S450 Formatic 2018. Ngoài ra, những trang bị khác trên xe vẫn tương tự như trên phiên bản tiêu chuẩn. Mercedes-Benz S450L 2018 sở hữu cụm đèn trước với công nghệ multi-beam, 3 dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thuôn dài và nổ dốc ra phía trước. Mỗi cụm đèn bao gồm 84 bóng LED hiệu suất cao, tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Từng bóng đèn LED có thể được kiểm soát độc lập nhằm tạo ra luồng sáng chính xác, hiệu quả mà không gây chóa cho các phương tiện đi ngược chiều. Tính năng Ultra Ray High Beam giúp tạo ra cường độ ánh sáng siêu mạnh tương đương một lắc trong phạm vi 650m. Lưới tản nhiệt trên S-Class mới là dạng 3 nan kép thay cho 4 nan đơn như trước đây, đi kèm với các sọc đứng màu đen bóng. Cản trước của xe được thiết kế liền khối với điểm nhấn là thanh chrome cỡ lớn nằm ngang. Cụm đèn hậu được chia ra thành 3 tầng với hiệu ứng vệt sáng phản quang. Cản sau được hạ thấp liền khối theo phương ngang với thanh chrome ôm trọn hai ống xả. Khoang nội thất của S-Class hướng đến một không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ và hợp kim nhôm. Phiên bản S450L 2018 sở hữu nội thất bọc da cao cấp cùng ốp gỗ bóng bờ walnut màu nâu. Thiết kế tay lái hoàn toàn mới với 3 chấu hình chữ V mạ chrome. Bố cục phím điều khiển mang đến sự tự tin cho người cầm lái. Cụm điều khiển Cruise Control Speed Limit này đã được tích hợp trên tay lái, mang đến sự tiện lợi khi thao tác. Đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao, kích thước 12,3 inch. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm cổ điển, thể thao và cấp tiến. Lần đầu tiên trong phân khúc, toàn bộ giao diện thông tin và kết nối trên S-Class đều hiển thị bằng tiếng Việt. Hai nút điều khiển cảm ứng trên tay lái, Touch Control Button, giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng khi tham gia giao thông. Xe cũng được hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn chi và kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D sống động, trực quan và độc quyền cho Việt Nam. Cũng như khả năng truy cập Internet ngay trên xe, lái xe vào ban đêm cũng trở nên an toàn hơn với hệ thống hỗ trợ tầm nhìn Night View Assist Plus. Hàng ghế sau trên S-Class được trang bị gói transfer package với khả năng mở rộng khoảng để chân khi cần thiết, bổ sung đệm đỡ chân và tự động điều chỉnh điện. Hai màn hình giải trí hàng ghế sau nay đã có thiết kế mỏng hơn và khả năng hiển thị HD. Các thượng khách ở hàng ghế sau có thể truy cập và điều chỉnh các tiện ích ở trên bàn điều khiển trung tâm với tính năng Command Tab thông qua kết nối máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Về khả năng vận hành của chiếc xe mà ca sĩ bùa yêu này sở hữu, sử dụng động cơ V6 tăng áp kép mới, công suất 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G Tunix. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,4 giây với 4 chế độ lái Comfort, Eco, Sport và Individual. Chắc chắn đây sẽ là một trong những chiếc xe mà ca sĩ bùa yêu rất yêu thích nên đã quyết định tặng mẫu xe này cho mình. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!